khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm. Hey, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với một tập mới của Discover Weekly. Tụi mình cũng đã lặn mất tâm được 2 tuần rồi và hôm nay rất là vui khi được quay lại và giới thiệu với các bạn một chủ đề có thể nói là rất là bất ngờ với chính tụi mình. Và mình nghĩ là khi nhìn thấy tên của tập này thì mọi người cũng sẽ hơi giật mình là tại sao một cái podcast gọi là Unlock FM chia sẻ rất là nhiều trong các câu chuyện của khách mời lẫn trong các tập Discover Weekly, cách làm như thế nào để có thể tối ưu hóa năng suất làm việc, đúng không? Thế mà tại sao ngày hôm nay lại có một cái tựa đề tạm biệt productivity, tạm biệt năng suất, tại sao lại như thế? Cách đây không lâu thì tụi mình có được nghe một tập podcast đã để lại cho tụi mình rất là nhiều suy nghĩ. Tập podcast mà tụi mình nghe có tên là Reap Productivity của show Harry Slowly, có host là cô Jocelyn. Với một số bạn có thể chưa biết thì Jocelyn là một nhà văn chuyên viết về chủ đề tìm kiếm những giá trị trong công việc và sáng tạo. Tụi mình cũng đã theo dõi show Harry Slowly này được một thời gian rồi. Và đây là một show tập trung rất là nhiều về chủ đề productivity. Họ mời rất là nhiều khách mời, rất là nhiều chuyên gia liên quan đến chủ đề này, như là Jason Fry là CEO của phần mềm quản lý dự án Basecamp. Vậy nên là khi nhìn thấy tựa đề RIP productivity tức là gì nhỉ? Vĩnh biệt, rest in peace, rest in peace productivity xuất hiện trong tập mới nhất của một podcast chuyên nói về productivity thì tụi mình rất là bất ngờ và phải nghe ngay. Ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ một chút với mọi người, không phải một chút mà rất là nhiều chút, vì Quyền như mọi người cũng biết là một người mà chắc là khi nhìn thấy Quyền là nhìn thấy chữ productivity nó dán lên trán luôn, nên là hôm nay cũng cũng phải muốn nghe thêm suy nghĩ của Quyền về chủ đề này, xem là Quyền đã có những thay đổi nào trong việc nhận thức về productivity hay không và muốn chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Thank you Vy Anh. Chắc là dính cái nhãn productivity ấy cũng khá là căng thẳng. nhưng mà đúng như Vy Anh bảo thì cái tựa đề này đã lập tức làm cho cả hai thấy rất là muốn nghe, muốn xem là cô Jocelyn này muốn nói cái gì. Thì khi mà chúng mình bắt đầu nghe cái tập này, ở ngay cái đoạn đầu cô ấy đã đặt ra một cái câu hỏi tưởng chừng khá đơn giản, nhưng mà khi mà nghe thì có cảm giác cả hai bọn mình đều phải dừng lại và suy nghĩ. Thì cái câu hỏi đó là: bạn là ai khi bạn không làm gì? Câu hỏi này nó khiến tụi mình khựng lại một chút, ngay lập tức không tìm ra được một cái câu trả lời chắc chắn, nên là tụi mình bắt đầu quyết định nghe tiếp cái tập này xem cho Jocelyn chia sẻ những cái gì nữa. Như mọi người cũng đã biết là khi đại dịch Covid xảy ra, gần như là cả cái thế giới nó dừng lại, xong rồi là cuộc sống của bọn mình có lẽ là bắt đầu có thêm nhiều những khoảng lặng. Cái điều này đã giúp cho Jocelyn nhìn lại cái chặng đường viết và làm nội dung về productivity của cô như Vy Anh có nói thế này trên. Và khi phải đối diện cái câu hỏi này thì cô cảm giác như là cô cũng như được thức tỉnh. Cái góc nhìn của Jocelyn ở đây là có lẽ là 10-20 năm đổ lại đây, cả thế giới không ngừng nói về productivity, nói về hiệu suất làm việc, năng suất làm việc. Và mọi người luôn được thúc đẩy để không chỉ cố gắng làm hết cái công việc của mình trong ban ngày, mà còn lại phải dành ra thời gian để làm các cái dự án, xong rồi làm những cái thứ sáng tạo ngoài giờ làm việc. Chính Jocelyn cũng đã trôi theo cái làn sóng đó và với các cái nội dung viết và podcast của cô. Và nhưng mà cái việc theo đuổi productivity này nó dần dần như cảm giác như trở thành một cái cơn nghiện, một cái cuộc chạy marathon không có cái điểm dừng, cho đến khi là cả thế giới đột nhiên bị buộc phải dừng lại do Covid thì tất cả chúng ta mới nhận ra là chúng ta đã mệt mỏi như thế nào. Thì cái góc nhìn ở đây là có lẽ ở Việt Nam mình thì bởi vì đất nước Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã rất thành công trong việc đối phó với Covid, cho nên là các bạn thính giả ở Việt Nam có thể không thấy có quá là nhiều cái sự thay đổi và ảnh hưởng về thói quen làm việc và sinh hoạt. Nhưng mà vì anh và mình thì đã sống ở Úc và ở Anh thì đã ngồi làm việc ở nhà đến bây giờ chắc là gần một năm rồi nhỉ? Một năm rồi đấy. Thêm một tháng nữa là một năm. Trời ơi, dã man. Và đúng như là Jocelyn nói thì đối với cả hai bọn mình mọi thứ nó chậm lại rất là nhiều trong suốt một năm đó. Một năm ngồi ở nhà làm việc, lúc đầu mình không nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng nhiều gì đến mình lắm. Mình còn thích, rất là thích, vì ở nhà làm việc không phải đi lại, rất là tiện đúng không? Nhưng mà nhốt bản thân ở trong một cái hộp là căn nhà của mình trong một thời gian quá dài,
dù là có đi ra ngoài hít thở từ không khí hay là tập thể dục thì nó vẫn không, nó vẫn như là cảm giác mình bị bó buộc ở trong một cái không gian và mình không có một lựa chọn nào khác, là mình phải ở đây. Và đúng là như thế thật, mình không có lựa chọn nào khác, không có đi đâu hết. Thì bắt đầu mình suy nghĩ rất là nhiều về, mình bắt đầu để ý nhiều hơn về sức khỏe tinh thần của mình. Trước đến giờ thì chắc mọi người cũng để ý là sức khỏe của chúng ta nó không chỉ là sức khỏe về cơ thể vật lý đúng không, mà nó còn có cả sức khỏe tinh thần. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ chỉ để ý được những cái dấu hiệu thay đổi ở sức khỏe vật lý thôi. Tức là ví dụ khi nào mà chúng ta mệt, chúng ta chạy nhiều, chúng ta tham gia nhiều hoạt động thể chất và chúng ta cần nghỉ ngơi, thì lúc đấy chúng ta cảm thấy rất là mỏi người này, hoặc là rất là buồn ngủ này, thì chúng ta nghỉ. Đấy là cơ thể chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu đấy để đánh thức chúng ta là hãy nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng mà khi mà chúng ta mệt mỏi về tinh thần thì rất là khó để biết được khi nào sức khỏe tinh thần của chúng ta nó đang có dấu hiệu đi xuống. Nó không, gần như là không có dấu hiệu gì cả cho đến khi mà chúng ta thực sự không thể chịu nổi nữa. Không phải chỉ riêng ở trong các quốc gia châu Á hay là Việt Nam, mà kể cả ở đây nữa, thì cái việc mà nói đến sức khỏe tâm lý nó vẫn là một cái chủ đề nó khá là nhạy cảm. Và mọi người thì cảm thấy là mình không nên nói ra vì nó rất là yếu đuối. Nhưng mà cái trải nghiệm trong năm vừa qua, trong suốt một năm phải ngồi ở nhà, và ngày hôm nay sau khi nghe cái tập podcast về productivity của Jocelyn, thì mình nhìn lại suốt cái quãng thời gian một năm qua và có thể là cả trước đấy nữa, do mình có rất là nhiều việc và cả những cái dự án cá nhân, thì mình lúc nào cũng trong trạng thái đầu mình lúc nào cũng kiểu ôi mình phải làm một cái gì đấy, hoặc là thực sự là mình đang làm một cái gì đấy, lúc nào mình cũng trong cái trạng thái đấy. Kể cả lúc mà mình xem phim thì đầu mình vẫn tơ tưởng đến những cái khác, và không bao giờ mình thực sự là tập trung làm một cái việc gì cả. Tức là mình đang chơi thì mình lại nghĩ đến việc, mình đang làm việc thì mình lại quá là mệt mỏi để có thể tập trung vào công việc đấy. Thế nên là chưa khi nào mình cảm thấy hài lòng vì cái kết quả làm việc của mình nó không đạt được đến cái hiệu suất cao nhất là mình muốn, và mình không được tập trung nhất có thể, mình rất là hay sao lãng. Và vì cái kết quả nó không như mình muốn, thế nên mình lại tự quay ra trách móc bản thân là mình chưa đủ mạnh mẽ, mình chưa đủ kỷ luật để làm việc đạt được cái năng suất cao nhất. Và xung quanh mình thì lại là những người mà rất là kỷ luật và làm gì cũng rất là hiệu suất. Cứ càng khắt khe với bản thân bao nhiêu thì mình lại càng cảm thấy mất đi cái động lực làm việc bấy nhiêu. Và lúc nào mình cũng trong trạng thái là mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia. Qua thời gian mình cảm thấy rất là mệt mỏi, nó rút cạn cái năng lượng của mình đi. Và lúc đấy thì chuỗi thời gian dài là mình bị mất ngủ và hoặc là mình sẽ thức rất là muộn. Đấy là lúc mà mình nhận ra là hình như là cái hành vi của mình nó có cái gì đấy không ổn. Có thể là do não bộ của mình nó đã quá mệt mỏi, nó không muốn, nó đình công, nó không muốn tập trung nữa. Có thể hơi ngoài lề một chút là mình có nghe một tập podcast của Tim Ferriss phỏng vấn bác sĩ Jim Lohr về sức khỏe tâm lý. Nếu mà mọi người muốn biết thì có thể nghe tập 490, tụi mình cũng sẽ dẫn link ở trong phần show notes. Thì Jim có đưa ra một khái niệm rất là hay. Đấy là từ trước đến giờ thì chúng ta nghe mọi người nói rất nhiều về việc là chúng ta phải quản lý thời gian đúng không? Tức là với những công việc nào, nghiễm nhiên là chúng ta sẽ cho là cái việc nào quan trọng thì chúng ta phải dành nhiều thời gian cho việc đấy. Thế nhưng mà Jim lại nói là không, đừng nghĩ như thế. Thay vì tìm cách quản lý thời gian như thế nào thì chúng ta hãy học cách quản lý năng lượng và sự tập trung. Mình với nhiều người có thể đấy là việc rất là bình thường, nhưng mà với mình thì nó như là một cái lời nhắc nhở nó đến quá đúng lúc. Bởi vì mình nhận ra là không phải là cái việc gì quan trọng và mình dành rất nhiều thời gian thì đã là xong, đã là thể hiện là mình cái mức độ quan trọng của công việc đấy nó xứng đáng có 2-3 tiếng mỗi ngày của mình, và như thế đã là đủ. Mức độ quan trọng của công việc thì không nên được đo lường bằng cái thời gian mình làm cái việc đấy trong thời gian biểu của mình, mà nó nên được đo bằng việc là mình ưu tiên làm cái công việc đấy ở thời điểm nào, ở cái thời điểm mà mình tỉnh táo và sung sức nhất. Cái này đúng là một cái mà mình rất là kém. Trước giờ mình cứ nghĩ là mình cần phải tìm hiểu về lĩnh vực này, mỗi ngày mình sẽ dành ra 2 tiếng và như thế là đủ rồi. Nhưng mà 2 tiếng đấy thì lúc nào mình cũng làm vào buổi tối, lúc mình rất là mệt rồi, mình không còn muốn đọc hay là không còn sức lực để mà nhồi nhét thêm kiến thức nữa. Thì 2 tiếng đấy thật ra gói gọn lại mình đã học được bao nhiêu thì chắc chỉ bực 15 phút, đúng 15 phút tập trung hết sức. Thế thì câu hỏi đặt ra là cuối cùng là bạn coi trọng cái gì nhất, thì bạn hãy dành thời gian và cái thời điểm sung sức nhất của mình cho cái việc đấy, chứ không phải là cứ xếp ở trong thời gói biểu là phải dành ra từng này thời gian thì mới làm đúng không?
Jim cũng nói là có lẽ chúng ta cũng không nên có quá nhiều ưu tiên. Và đúng thật, chúng ta không lấy đâu ra năng lượng để có quá nhiều ưu tiên. Nên là từ đấy về sau mình cũng tự nhắc nhở bản thân là ok, thế thì bây giờ mình đã biết mình là một người cũng chẳng mạnh mẽ lắm về tinh thần rồi. Thế thì mình nhẹ nhàng với bản thân thôi, mình cố gắng mỗi ngày mình dành ra 3 cái ưu tiên lớn nhất mình làm thôi, và làm thật tốt. Thế còn lại sau đấy thì khi mà làm xong rồi thì bắt đầu chuyển sang những cái khác. Thì quay trở lại câu hỏi quan trọng của Jocelyn lúc đầu, bạn là ai khi bạn không làm gì? Đây là một câu hỏi khiến cho mình suy nghĩ rất là nhiều đấy, cái suy nghĩ về bản thân, cách mình làm việc như thế nào. Thế nhưng mà không biết là Quyền thì nghĩ thế nào, Quyền đã có sự thay đổi như thế nào? Thay đổi thì chắc là mình cũng chưa dám bảo là thay đổi ngay lập tức luôn, nhưng mà mình nghe thấy cái câu hỏi này ở trong cái tập podcast đấy thì mình dừng cái podcast đấy lại ngay lập tức luôn. Có khi là dừng tầm 5-10 phút, mình chả biết bao lâu nữa trước khi là mình bật tiếp để nghe cô Jocelyn chia sẻ. Tại vì là có thể nói là mình là một người như Vy Anh gọi là nghiện productivity, và bản thân mình cũng tự coi là mình là một người khá cầu tiến, khá tham vọng trong công việc. Thì mình ngay lập tức nhìn thấy cái bản thân mình trong những cái lời chia sẻ của Jocelyn. Bản thân mặc dù là may mắn không rơi vào cái trạng thái burnout, nhưng đúng là cái thời gian vừa qua khi mà ở trong cái đại dịch COVID này, phần lớn thời gian làm việc ở nhà, rồi thành phố thì ở trong cái trạng thái đóng cửa nên là cũng chả đi ra ngoài, cũng chả làm gì được. Các cái buổi tối ở trong tuần của mình và kể cả cuối tuần nữa, nó bắt đầu có rất là nhiều những cái khoảng lặng, và nó giúp cho mình bắt đầu suy nghĩ về những cái lúc trước đây thì tại sao mình lại dành ra thời gian làm những cái việc mà mình đã từng làm, bây giờ mình đang theo đuổi cái gì, điều gì là quan trọng đối với bản thân, như những câu hỏi vì anh cũng vừa mới nhắc đến ở trên, đều là những cái câu hỏi rất là khó để tự trả lời, và mình nghĩ là vẫn sẽ phải suy nghĩ thêm hơn, chứ cũng chưa lập tức là có một cái câu trả lời và có sự thay đổi luôn. Cái thông điệp này ngoài ra mình còn nhận thấy như Vy Anh bảo là nó đến rất là đúng lúc, tại vì như ở tập trước thì mình cũng có nhắc đến là mình xem cái bộ phim tên là Soul của Pixar trên Disney Plus. Mình không muốn tiết lộ cái nội dung của bộ phim, nhưng mà những cái thông điệp trong những cái câu hỏi mà bộ phim Soul này đưa đến nó cũng rất là triết lý, giống như Jocelyn. Ví dụ như là mục đích của cuộc sống là gì này, xong rồi đam mê là gì, và như thế nào là để sống trong hiện tại. Một lần nữa là đều là những cái câu hỏi rất là khó. Hôm nay có lẽ là chúng mình không muốn là phải là người đưa ra cái câu trả lời cho mọi người, mà sẽ đưa đến cho mọi người những cái câu hỏi này thôi, để cùng suy nghĩ cùng bọn mình. Hôm trước mình có nghe được một tập podcast của Joe Rogan, chắc là một show nổi tiếng nhất hiện giờ, có người nhiều người nghe nhất hiện giờ trên thế giới rồi, mọi người có thể cũng đã biết. Tại sao mình nhắc đến cái tập này, bởi vì là khi mà Quyền nói là tại sao chúng ta lại bỏ qua rất là nhiều những cái câu hỏi quan trọng trong cuộc sống như thế, mục đích cuộc sống là gì, tại sao chúng ta lại làm công việc này, có thể là bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta theo đuổi nhiều thứ và bị làm nhiễu loạn rất là nhiều thứ vì công nghệ. Thì trong hôm trước sau khi mình có nghe tập podcast Joe Rogan phỏng vấn Elon Musk, thì Joe có hỏi tại sao mà Elon lại có cái ý tưởng rất là điên rồ là cấy chip vào não bộ của con người. Tức là mặc dù biết đây là một ý tưởng mang lại rất là nhiều những lợi ích tốt cho sức khỏe của con người trong tương lai, thế nhưng mà thử tưởng tượng là bây giờ bạn đang là một cá thể hoàn chỉnh như thế này, lại có ai đấy cấy một cái gì đấy lạ hoắc vào người, thì không biết là dù mục đích tốt hay xấu, chúng ta cũng cảm thấy rất là điên rồ đúng không? Thế nhưng mà Elon có nói rất tỉnh bơ, nói là thế nhưng mà thực ra là tôi không hiểu tại sao mọi người lại kiểu ngạc nhiên như thế, bởi vì bây giờ nhìn xung quanh xem, chúng ta bây giờ thực ra bây giờ đã là một phiên bản nối dài của máy móc rồi. Chứ không phải là đợi đến lúc tôi cấy một cái gì đấy vào não của bạn thì bạn mới trở thành một phần của máy móc. Và đúng là như vậy, bây giờ nếu mà chúng ta nhìn xung quanh thì chúng ta có thể thấy là khoa học công nghệ càng tiên tiến, càng hỗ trợ chúng ta được nhiều việc, thì chúng ta càng cảm thấy là chúng ta không cần phải tương tác với người khác, không cần phải tương tác với nhau, và cũng đôi khi là không cần phải tương tác với bản thân mình nữa. Sau khi nghe thế xong thì mình cũng dừng lại một lúc, và mình cũng suy nghĩ và mình nhìn sang xung quanh, mình cũng thấy thế thật. Đúng là phần lớn thời gian mà bây giờ chúng ta làm việc thì đều là trên máy tính này. Xong rồi cứ thử nhìn cái cách mà mọi người đánh giá năng suất làm việc thì chúng ta cũng thấy là nó đều được đo lường bởi một cái gì đấy, được quy đổi ra các con số, ra KPI để cho nó dễ so sánh và làm ra những cái quy chuẩn cho chúng ta có thể phần nào hình dung là chúng ta đã vượt qua cái đích của ngày hôm qua chưa, và chúng ta cần có những cái đích nào để tiếp tục với lên tiếp theo trong tương lai. Rồi thì chúng ta tương tác với nhau phần lớn bây giờ cũng là qua tin nhắn rồi mạng xã hội,
Ngay cả đấy, có một lần mình cũng chia sẻ trong một tập phát sóng trước đây của Unlock FM, mình có nói là đôi khi mình gặp bố mẹ mình lúc mà mình về Việt Nam, mình gặp bố mẹ mình bị khựng lại ấy. Tại vì suốt một thời gian dài bao nhiêu năm sống xa nhà thì tất cả những cái tương tác đều là qua email, qua tin nhắn, rồi qua giọng nói điện thoại. Và đến khi mình gặp bố mẹ mình bằng da bằng thịt thì mình kiểu mình rất là mình phải mất một vài ngày để có thể làm quen lại với chính bố mẹ ruột của mình. Thì đấy, rồi bây giờ nhìn vào cuộc sống cá nhân cũng thế thôi. Thì chúng ta sẽ thấy là xung quanh chúng ta đo lường tất cả mọi thứ. Cân nặng thì cũng có app để theo dõi cân nặng này. Rồi calories ăn mỗi ngày bao nhiêu cũng có cái để ghi lại này. Rồi đến cả sleep cycle là một cái vòng ngủ của chúng ta. Mỗi một 15-20 phút, một tiếng gì đấy cũng được ghi lại. Chúng ta ngủ có đủ sâu không cũng được ghi lại. Tất cả những cái thông tin riêng tư mà gọi là đúng là ngay dưới gầm giường ấy đều nằm trong một cái mobile app. Và như kiểu là có một cái người nào đấy đang đứng ở ngoài, mà chúng ta còn không biết người đấy là ai, nhưng mà người đấy biết tất cả những gì thuộc về chúng ta và có thể nhìn chòng chọc vào, nhìn thấu suốt tất cả cuộc sống của chúng ta. Và với sự cho phép tự nguyện của chúng ta, nhiều khi nghĩ thế cũng hơi sợ. Rồi thì rồi thì bây giờ ngay cả việc là vì bây giờ chúng mình cũng sống trong cái thời đại là cái thế giới toàn cầu hóa và mở như thế này thì mọi người có rất là nhiều các cơ hội nghề nghiệp khác nhau, đúng không? Mọi người đi rất là nhiều, thì đa phần là những người bạn mà chúng ta có rất là nhiều kết nối và rất là thân thiết ấy, thì thường lại không sống cạnh chúng ta. Tức là đúng là chúng ta cũng sống ở trong những cái long distance relationship hoặc là long distance friendship, hoặc là tức là không ít thì nhiều. Chúng ta cũng sẽ sống ở trong một cái những cái mối quan hệ như thế, thì đôi khi là chúng ta lại có một cái cảm giác là mình có được quan tâm hay không thì nó thể hiện bằng cái việc là mình có nhận được cái tin nhắn này hay không, rồi mình có được công nhận hay không thì nó thể hiện bằng cái việc là cái post này của mình thì nó có được like hay không, mình có được follow hay không, rồi nó có được share hay không. À mình thì mình không, nhưng mà sau khi mà có fanpage Unlock FM thì mình thừa nhận là mình có những lúc mình nghĩ như thế rất nhiều. Đấy, thì bây giờ ngồi nhìn lại mình thấy là cả cuộc sống của chúng mình bây giờ nó đã biến thành một chuỗi các cái data points, tức là các cái điểm dữ liệu, và chúng ta cứ lúc nào cũng phải bơi ra để gọi là thu thập càng nhiều điểm càng tốt, giống như hồi bé đi học mẫu giáo là được phiếu bé ngoan ấy, thứ hai là được một cái, bạn nào ngoan hơn thì được hai cái, thì mình cứ cố gắng mình thật là ngoan, mình phải thu thật là nhiều phiếu như là có thêm nhiều huy chương. Và cái đấy nó thể hiện là tôi đã làm tốt, tôi đã làm hết sức có thể. Chúng ta tự xây cho mình thực sự là rất là nhiều những cái framework để có thể làm việc càng năng suất, càng đạt được nhiều những cái điểm tích đấy thì càng tốt. Mình nghĩ là chỉ đến khi mà phải đối diện với những cái vấn đề về đời sống mà mình không lường trước được bằng các con số hay là bằng cái framework của bản thân ấy, mình giật mình nhận ra là mình không thể chuẩn bị cho những cái việc này. Năm vừa rồi thì trong gia đình mình cũng có mình cũng trải qua một cái việc như thế, tức là mình có một người thân qua đời và mình mới nhận thấy là mặc dù mình đã biết trước là đấy là một cái việc nó sẽ đến thôi và mình cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà không, tức là gia đình không bao giờ có thể biết được là mình sẽ chuẩn bị như thế nào cho nó đủ, và càng không thể bấu víu vào bất cứ một cái framework nào để có thể chống lại một cái việc mà nó sẽ đến. Và mình không kiểm soát được tốc độ nó đến nhanh hay chậm, mình chỉ có thể kiểu trôi theo dòng nước. Lúc đấy mình mới nhận ra là đây có thể không phải là cái sự kiện đầu tiên, một cái sự kiện buồn đầu tiên, mà nó có thể sẽ có rất nhiều những sự kiện như thế này diễn ra trong tương lai. Vậy thì mình phải làm như thế nào? Mình không thể mình không thể chuẩn bị được, nhưng mà đâu sẽ là cái phao để cứu lấy mình? Mình là người phải cứu lấy mình, đúng không? Thế nhưng bây giờ nếu mà mình là cái phao cứu lấy mình thì cái giá trị nào, cái tố chất nào của bản thân mình là cái mà có thể cứu lấy mình? Và đấy là lúc mà mình mới phải quay lại những cái câu hỏi sâu sắc, sâu deep mà Quyền vừa mới hỏi ấy, là mình là người như thế nào, cuộc sống của mình, mục đích của mình trong cuộc sống này là gì, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, mình những cái giá trị nào mà mình coi trọng trong cái cuộc sống này. Ngày xưa thì mình nghe những cái đấy xong mình kiểu bullshit, kiểu mình không bao giờ nghĩ đến những cái đấy. Một phần nữa là vì lúc đấy con rất là trẻ, cuộc sống tương lai nó vời vợi ở trước mắt ấy, và mình cũng khá là vô tư, mình không nghĩ nhiều những cái đấy đâu, mình chỉ thấy là được sống đã là một niềm vui rồi. Nhưng mà đúng là khi phải đối diện với những cái sự kiện mà nó
Nó rất là bất ngờ trong cuộc sống như thế. Thì lúc đấy mình mới phải quay lại nhìn xem bản thân mình. Mỗi một người sẽ có những cái giá trị khác nhau. Người thì nếu mà bạn thích tiền thì bạn có thể tìm cách kiếm rất là nhiều tiền, bạn kinh doanh. Nếu bạn thích giúp đỡ cộng đồng thì bạn cũng có thể tham gia rất là nhiều tổ chức vì cộng đồng này. Rồi nếu mà bạn ước mơ được ở nhà làm bà nội trợ thì đấy cũng là một cái ước mơ chính đáng, và bạn có thể ở nhà chăm lo cho gia đình. Nhưng mà túm lại là mình nghĩ là đâu là cái con đường mà mình có thể làm tốt nhất và cảm thấy hạnh phúc nhất, thì là cái câu hỏi mà mỗi một người phải tự trả lời và tự thiết kế cái cuộc sống của mình theo như là mong muốn và cái khả năng của mình, đúng không? Thay vì là chạy đua thì với những người khác. Nhưng mà vô hình chung là cái việc mà chúng ta với theo cái lối sống mà đề cao năng hiệu suất, đề cao productivity ấy, và gọi là san bằng tất cả những cái cột mốc nó như nhau, thì khiến cho chúng ta lúc nào cũng ngó nghiêng xung quanh xem là mình như thế này đã đủ hiệu suất hay chưa, cột mốc này đã được coi là thành công hay chưa, mình đã với được đến đấy chưa, và không bao giờ là đủ cả. Đúng là kể cả bản thân, bản chất của cái concept này cũng là mình luôn luôn phải nâng cao hiệu suất, đúng không? Mà đôi khi câu hỏi của mình là có lúc nào mình biết được đâu sẽ là điểm dừng không? Đúng là bản chất của cái này là không bao giờ có điểm dừng không? Mình cứ cố được một tí thì mình sẽ phải cố tiếp. Đấy cũng có thể là lý do vì sao mà chúng mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mình cũng không thể phủ nhận là productivity nó cũng mang lại rất là nhiều những cái lợi ích, chứ không phải là không. Chính vì thế mà cái tựa đề ngày hôm nay của tụi mình, các bạn có thể thấy là tạm biệt productivity chứ không phải là vĩnh biệt productivity, đúng không? Tức là chúng mình chỉ tạm biệt thôi. Cái điều mà mình muốn nói ở đây là ok, biết được cả những cái điểm lợi và hại của việc theo đuổi cái mindset productivity này rồi, thì hãy coi nó như là một cái công cụ để chúng ta sống tốt hơn. Ví dụ như là có một cái thêm một cái đồng hồ báo thức thì chúng ta sẽ dậy sớm hơn, chứ không nên, chắc là không nên biến nó thành một cái động cơ để cuộc sống của chúng mình kiểu bị kiểm soát hoặc là bị chiếm hữu bởi những cái lối sống này, đúng không? Tức là phải lúc nào phải hiệu suất cao thì mới là tốt, còn không thì là không tốt. Rồi không bao giờ biết được đâu là giới hạn thì nó rất là mệt mỏi. Mặc dù có thể là bạn sẽ đạt được thành công nhưng mà bạn sẽ rất mệt. Ừ, đúng như là Vy Anh bảo thì chắc là những cái chia sẻ, những cái câu hỏi của Jocelyn nó không làm cho tụi mình nghi ngờ toàn bộ những cái công việc, dự án hay là thói quen mà mình đang có, đúng không? Mà lấy ví dụ điển hình như ở đây là Unlock FM là một cái dự án riêng mà cả hai tụi mình đều rất là tự hào. Chắc là sẽ không bao giờ thiếu cái động lực để mà đầu tư thêm thời gian hay công sức vào để đưa những nội dung có giá trị tới mọi người. Nhưng mà có lẽ những cái suy nghĩ này như Vy Anh nói, nó sẽ giúp cho chúng mình tập trung vào những cái công việc, những cái dự án mà nó đem lại giá trị hơn, như là những thứ mà tụi mình yêu thích hơn. Có thể là khá là gần với những cái bài học mà tụi mình chia sẻ ở từ cái tập Discover Weekly đầu tiên về quyển sách Essentialism. Như kiểu là nó đấy, sau 8 tập rồi thì chúng mình lại quay lại cái chủ đề đấy. Nhưng mà mình thấy cái điểm quan trọng nhất ở đây có lẽ là cho bản thân mình và có lẽ là với cả Vy Anh nữa, là nó thúc tụi mình phải tự chủ cái tốc độ, cái cường độ làm việc của bản thân, phải có một chút tự giác hơn, tạo ra những cái khoảng trống để mà nghỉ ngơi này, để suy nghĩ và tránh cho bản thân bị rơi vào những cái guồng sinh hoạt nó không có kiểm soát và không có thời gian để có thể nghỉ ngơi được như thế. Và thậm chí là còn phải chủ động đi ra ngoài khám phá và quan sát cuộc sống hơn và kiểu gần gũi với cuộc sống hơn một chút. Như Vy Anh nói là bây giờ tất cả mọi thứ mình làm đều qua công nghệ và gần như là mình ít khi có những cái lúc chủ động mình ra ngoài thiên nhiên, mình nói chuyện với bạn bè, gặp gỡ mọi người một cách nó gần gũi và nó thật hơn, đúng không? Đấy, thì đấy là một cái điểm mà chúng mình thấy rất là hay từ việc suy nghĩ về câu hỏi của Jocelyn. Bây giờ thì đến chuẩn bị đến phần kết rồi, thì mình sẽ chia sẻ một cái khá là buồn cười với mọi người. 3 tháng gần đây Facebook của mình, Facebook riêng cá nhân của mình bị khóa, cũng chẳng biết vì lý do gì, đến bây giờ thì vẫn chưa mở lại được. Đã cầu xin các bạn ở Facebook trợ giúp nhưng mà chưa thấy dấu hiệu ở đâu. Lúc đầu thì mình thấy khá là khó chịu, tại vì nó như kiểu cảm giác mất đi một cái thói quen, xong rồi không liên lạc được với mọi người. Nhưng mà thật sự là sau tầm 1-2 tuần thì gần như là mình còn quên mất luôn là Facebook đã tồn tại, và nó đã đem lại cho mình một cái cảm giác kiểu nhẹ nhõm, tự chủ mà lâu lắm rồi mình mới thấy. Và thật sự là bây giờ nếu mà không vì mình cần dùng Messenger để liên lạc với bạn bè, gia đình, hay là vì anh suốt ngày nhắc mình là phải lấy lại Facebook để có thể nói chuyện và quản lý cái page Unlock FM, thì chắc là mình cũng quên đi luôn. Nhưng mà đây, để lấy cái ý tưởng từ việc mất cái Facebook này, và có lẽ để khích lệ bản thân tụi mình và hiện thực hóa những cái bài học đã bàn luận ngày hôm nay, thì Unlock FM sẽ bắt đầu một thử thách gọi là No Tech Wednesday, nghĩa là một ngày thứ tư không công nghệ trong vòng 1 tháng tới. Như cái tên thì cái thử thách này khá là đơn giản, nghĩa là khi mà kết thúc cái công việc trong ngày của bạn, nó có thể bạn đi học, bạn đi làm,
trong ngày thứ tư, thì tất cả chúng mình sẽ cất tất cả các cái thiết bị điện tử đi, ví dụ như điện thoại này, iPad, máy tính, mình sẽ biết còn cái gì nữa, TV, và sẽ không sử dụng đến buổi sáng ngày hôm sau. Và để dành cái buổi tối hôm đó chúng ta có thể làm bất cứ việc gì mà mình muốn, miễn là nó không liên quan đến công nghệ. Ở đây có thể lấy ví dụ như là mình có thể đọc sách, có thể tập thể dục, đi ra ngoài đi bộ, dọn nhà, xong rồi hoặc là đơn giản hơn là ngủ sớm. Đấy. Thì chúng mình sẽ đặt ra cho bản thân hai host cái thử thách này, nhưng mà sẽ rất là tuyệt vời nếu mà mọi người đang nghe cũng nếu mà cái chủ đề hôm nay nó phần nào để đụng đến được cái tinh thần, đụng đến được cái những cái cảm xúc của mọi người, thì hãy cùng tham gia cái thử thách này cùng với cả Unlock FM. Thì tụi mình sẽ để một cái link ở dưới show notes để mọi người có thể đăng ký tham gia cùng. Có thể mọi người đang suy nghĩ là ôi mình có muốn tham gia cái thử thách này không, nghe có vẻ khá là khó. Cái này nó không nhất thiết là phải là thứ tư, nó có thể bất cứ là ngày nào trong tuần mà mọi người có cảm giác là thoải mái, tại vì có thể có nhiều người lại đặc biệt bận vào thứ tư trong tuần và không theo được cái ngày đấy. Nhưng mà ít nhất là một ngày trong tuần bạn sẽ chọn ra để không sử dụng công nghệ vào buổi tối. Ví dụ thứ tư mà phải đưa người yêu đi chơi mà anh Quyền lại bắt là phải thử thách này chết. Nhưng mà như thế khi lại tốt, người bắt cả hai phải để di động ở nhà, xong rồi đi ra ngoài phải nói chuyện với nhau chứ không được bấm Instagram, Facebook nữa. Nhưng mà có lẽ là để cô cùng trợ giúp mọi người nữa, thì tụi mình sẽ gửi một cái email nhắc nhở mọi người vào tối thứ ba hàng tuần, và sẽ gợi ý một cái hoạt động gì đó để mọi người làm vào buổi tối cho mọi người lựa chọn và tham gia cùng cái thử thách này cùng tụi mình. Hơn thế nữa thì sau khi cái thử thách này kết thúc, tụi mình sẽ dự định là tiếp tục chia sẻ những nội dung thú vị có giá trị hoặc là những thử thách khác qua cái email mà mọi người đăng ký. Nên là nếu là mọi người không trực tiếp muốn tham gia cái thử thách này ngay lập tức luôn, nhưng mà lại muốn được nhận thông báo về những tập mới của Unlock FM qua email này, hay là muốn nhận thêm những cái nội dung mà có thể chúng mình không nhắc đến trên podcast, thì cũng bấm vào link để đăng ký nhé. Hy vọng là sẽ có nhiều người tham gia thử thách này cùng với bọn mình, bởi vì mình đã từng tham gia một thử thách Quyền đố mình, nhưng mà mình đã thất bại ngay lập tức bởi vì chỉ có mỗi mình tham gia, không có tính đồng đội gì hết. Nên là lần này rất là hy vọng có thể có nhiều bạn cùng tham gia, và rất là mong một tháng sau chúng ta quay lại, chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện để có thể chia sẻ cùng với nhau. Và đừng quên bấm vào link đăng ký mà tụi mình đã để ở phần show notes nhé. Còn bây giờ thì cũng muộn rồi, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Hy vọng là các bạn đã có được thêm nhiều thông tin bổ ích trong tập Discover Weekly ngày hôm nay. Bây giờ thì mình đi rửa bát và đi ngủ đây. Bye bye. Bye bye.